Kể từ ngày 30 tháng 3 năm 1972, ngày mà Cộng sản Bắc Việt tung 45 ngày quân tấn công cường tập vào cụm tuyến phòng thủ của Việt Nam Cộng Hòa tại Tây và Tây Bắc tỉnh Quảng Trị, cho đến khi phòng tuyến thị xã bị vỡ vào ngày 1 tháng 5 năm 1972. Sau khi Quảng Trị thất thủ, để ngăn chặn cộng quân tấn công vào Huế và các khu vực trọng yếu của Nam Mỹ Chánh và Tây Bắc Thừa Thiên, quân đoàn 1 với vị tư lệnh mới là Trung tướng Ngô Quang Trưởng đã khởi động một kế hoạch toàn diện để tái tổ chức các đơn vị bị tổn thất nặng tại Quảng Trị, cũng như phối trí vùng trách nhiệm của các đại đơn vị cơ hữu và tăng phái. Thế theo lời yêu cầu của một số đông bạn đọc, muốn biết rõ về kế hoạch của Trung tướng Ngô Quang Trưởng và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 tại chiến trường Chỉ Thiên trong tháng 5 và tháng 6 năm 1972 đầy sôi động, chúng tôi xin lược trình một số nhận định và phân tích của vị tư lệnh quân đoàn 1 về trận chiến của các lực lượng đặc nhiệm thống thuộc quyền điều động của ông. Phần này được biên soạn dựa theo các bài viết của cựu Trung tướng Ngô Quang Trưởng cho Trung tâm Quân sự Lục quân Hoa Kỳ và cuốn Chiến trận mùa hè năm 1972 do ông Trần Phan Anh chủ biên, có đối chiếu với các tài liệu của cựu Trung tá Trần Văn Hiển, nguyên trưởng phòng 3 sư đoàn Thủy quân Lục chiến, và cựu đại tá Phạm Văn Trung, nguyên lữ đoàn trưởng lữ đoàn 369 Thủy quân Lục chiến. Một tuần sau khi Quảng Trị thất thủ, cộng quân đã tập trung 4 sư đoàn 304, 308, 324B, 325, 3 trung đoàn pháo binh, 3 lữ đoàn chiến xa, gia tăng áp lực vào cụm tuyến phòng ngự của lực lượng đặc nhiệm quân đoàn 1, từ Tây Bắc địa giới Thừa Thiên Quảng Trị đến Tây Nam Huế. Tuy nhiên, cộng quân vẫn chưa mở được các trận tấn công cường tập như ở Quảng Trị. Sự bố phòng của các trung đoàn bộ binh thuộc sư đoàn 1 ở tuyến Tây và Tây Nam Huế, của lực lượng đặc nhiệm quân đoàn với 9 tiểu đoàn biệt độc quân, lữ đoàn 1 thiết kỵ, 3 lữ đoàn của sư đoàn thủy quân lục chiến tăng phái đã tạo được sự quân bình của cục diện chiến trường. Dù chưa mở được các mũi tấn công lớn vào các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa, nhưng với đà có được sau khi đánh chiếm Quảng Trị, cộng quân đang cố gắng phát triển khả năng tấn công và chuẩn bị tung ra các cuộc tấn công cường tập vào thành phố Huế. Từ thượng tuần tháng 5 năm 1972, Bộ Tư lệnh Cộng quân tại Chỉ Thiên đã cho tiến hành các cuộc tấn công thăm dò tại các tuyến phòng thủ. Cùng lúc đó, tin tức tình báo kỹ thuật quân đoàn 1 tiếp tục ghi nhận các cuộc di quân của chiến xa, pháo binh, phòng không cộng quân vào những khu vực tập trung ở phía Tây Huế. Trước các diễn biến của chiến trường, Trung tướng Ngô Quang Trưởng đã lượng định tình hình, vị tư lệnh quân đoàn 1 nhận thấy phải cần thêm nhiều lực lượng để đủ cường lực đối đầu với những thử thách kế tiếp. Trung tướng trưởng đã trình bày với Đại tướng Cao Văn Viên xin tăng viện thêm cho quân đoàn 1 một số đơn vị tổng trụ bị. Đáp ứng yêu cầu khẩn cấp của quân đoàn 1, Bộ Tổng Tham mưu đã điều động lữ đoàn 2 nhảy dù từ chiến trường Cao Nguyên khẩn cấp tăng viện cho mặt trận Chỉ Thiên. Các đơn vị tổng thuộc lữ đoàn này đã đến Huế vào ngày 8 tháng 5 năm 1972, ngay sau đó tiến quân khẩn cấp tăng viện cho phòng tuyến Mỹ Chánh đang được thủy quân lục chiến án ngữ. Hai tuần sau đó, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục tăng cường cho quân đoàn 1 thêm lữ đoàn 3 nhảy dù. Với hai lữ đoàn nhảy dù tăng phái, Trung tướng trưởng đã cập nhật kế hoạch phòng thủ cho đến khi Bộ Tư lệnh sư đoàn nhảy dù đã đến Huế và đặt thuộc quyền điều động của Tư lệnh quân đoàn 1. Như thế, 5 trong 6 lữ đoàn thuộc hai sư đoàn tổng trụ bị của Bộ Tổng Tham mưu đã được điều động tăng viện cho chiến trường Chỉ Thiên. Với hai lữ đoàn nhảy dù 2 và 3, Trung tướng trưởng đã phối trí vùng trách nhiệm của sư đoàn nhảy dù, ủy nhiệm cho sư đoàn này trọng trách phòng thủ tuyến Tây Bắc Huế, nằm giữa vùng hoạt động của sư đoàn 1 bộ binh và sư đoàn thủy quân lục chiến. Để vùng trách nhiệm của sư đoàn nhảy dù có đủ cường lực phòng ngự, Trung tướng trưởng cũng đã tăng cường trung đoàn 4 thuộc sư đoàn 2 bộ binh đặt thuộc quyền chỉ huy của Bộ Tư lệnh sư đoàn nhảy dù, bản danh đặt tại căn cứ Hiệp Khánh. Cùng lúc đó, liên đoàn 1 biệt độc quân vừa được tái chỉnh trang đã được điều động ra Mỹ Chánh, liên đoàn thuộc quyền điều động của sư đoàn thủy quân lục chiến. Để bổ sung cho kế hoạch phòng thủ, Trung tướng trưởng đã cho khởi động một chiến dịch mang tên Lôi Phong, mà tính chất là một thế công bằng sự tập trung hỏa lực đại quy mô. Chiến dịch được sắp xếp thành thời biểu để tập trung tất cả các hỏa lực hiện có trong tay, gồm pháo binh, không quân chiến thuật, không quân chiến lược B-52, hải pháo, cho mỗi đợt tấn công với cường độ vừa đủ để tiêu diệt hoàn toàn mỗi khi phát giác khám phá ra một mục tiêu có giá trị, đặc biệt nhất là các lộ trình chỉ quân và tiếp vận của cộng quân đổ vào các khu vực giao tranh gần Huế. Tướng trưởng hy vọng rằng chiến dịch này sẽ tạo cho Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 thời gian chuẩn bị cần thiết để hoàn tất các chương trình tái chỉnh trang và tái tổ chức các đơn vị bị tổn thất nặng trong tháng 4 năm 1972. Những ngày còn lại của tháng 5 là khoảng thời gian các đơn vị đặc nhiệm Quân đoàn 1 củng cố và tái trang bị. Trong thời gian này, 3 trung đoàn 13 và 54 thuộc sư đoàn 1 bộ binh đã mở những cuộc tấn công giới hạn nhưng rất có hiệu quả từ các vị trí tuyến đầu. Trong đó có cuộc đổ quân của hai trung đội cảm tử thuộc trung đoàn 1 bộ binh tái chiếm căn cứ Phú Sơn,
Sư đoàn Thủy quân Lục chiến cũng đã tung cuộc hành quân trực thăng vận chớp nhoáng vào ngày 13 tháng 5 năm 1972 vào khu vực Hải Lăng ở phía bắc Mỹ Chánh, với nỗ lực chính là hai tiểu đoàn thống thuộc lữ đoàn 369 Thủy quân Lục chiến. Hai tiểu đoàn này đã được các phi đoàn trực thăng của lữ đoàn chính lực lượng thủy bộ Hoa Kỳ từ mẫu hạm trực thăng Okinawa đến bốc quân và đổ xuống mục tiêu. Các trận chiến lắng dịu trong khoảng một tuần sau khi các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa tái chiếm căn cứ hỏa lực Phú Sưng. Chiến trường tiếp tục sôi động trong ngày 21 tháng 5 năm 1972 khi Cộng quân tung lực lượng vào cụm tuyến phòng thủ của lữ đoàn 369 Thủy quân Lục chiến ở khu vực vòng đai Mỹ Chánh, trong một lực lượng cố lấn chiếm một số vị trí trọng yếu ở hướng đông. Trong những giờ đầu, với sự tập trung chiến xa bộ binh yểm trợ bởi pháo tầm xa, Cộng quân đã chiếm được một vài vị trí ở khu vực đông bắc dọc theo hương lộ 555 nằm giữa quốc lộ 1 và bờ biển. Chiến trận bùng nổ chỉ dòi đến ngày 22 tháng 5 năm 1972. Cuối cùng, hai tiểu đoàn 3 và 9 Thủy quân Lục chiến đã đánh bật Cộng quân và đến chiều tối đã tái chiếm được phòng tuyến cũ. Tiếp đó, vào ngày 24 tháng 5 năm 1972, sư đoàn Thủy quân Lục chiến đã khởi động một cuộc tấn công lớn tại khu vực Duyên Hải, quận Hải Lăng. Cuộc hành quân được tiến hành trong sự phối hợp chặt chẽ với lữ đoàn chính lực lượng thủy bộ Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ, hải pháo không quân chiến lược B-52 cùng với sự yểm trợ của các dàn pháo binh quân đoàn 1 và Thủy quân Lục chiến Việt Nam Cộng Hòa. Nỗ lực chính của cuộc hành quân là lữ đoàn 147 Thủy quân Lục chiến. Một tiểu đoàn thuộc lữ đoàn này đã thực hiện một cuộc đổ bộ tại Mỹ Thủy, cách 10 km hướng bắc của phòng tuyến Mỹ Chánh. Cuộc tấn công được phối hợp với một cuộc tấn công khác do hai tiểu đoàn Thủy quân Lục chiến đảm trách, nhảy vào khu vực Cổ Lĩ, cách bờ biển 6 km về hướng tây. Cả hai cánh quân càn quét các vị trí của Cộng quân và trở về phòng tuyến Mỹ Chánh sau một tuần hành quân. Kỳ công này là một chiến tích cho sư đoàn Thủy quân Lục chiến khi lần thứ hai thiết kế và thực hiện một cuộc tấn công đổ bộ từ bờ biển Nam Hải. Sau cuộc hành quân đổ bộ sóng thần 167 vào khu vực Thạnh Phong trên bờ biển Kiến Hòa trước đây. Cũng vào thời gian này, sư đoàn nhảy dù với khu vực trách nhiệm ở vùng Tây Bắc Huế cũng đã mở những cuộc hành quân truy kích Cộng quân, yểm trợ cho sư đoàn Thủy quân Lục chiến và sư đoàn một bộ binh thêm cương lực trong thế công. Như vậy, trong khoảng thời gian chưa đầy một tháng, tư thế phòng ngự của các lực lượng đặc nhiệm quân đoàn 1 tại hai tỉnh Trị Thiên đã được cân bằng. Ngày 28 tháng 5 năm 1972, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã đến Huế để thị sát tình hình. Ghé thăm Bộ Tư lệnh Hành quân Sư đoàn Thủy quân Lục chiến tại Đại Nội, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đã khẳng định Huế sẽ đứng vững khi tuyên dương công trạng của Sư đoàn Thủy quân Lục chiến và gắn một ngôi sao mới tinh trên cổ áo của vị chỉ huy sư đoàn, Đại tá Bùi Thái Lân. Sau khi được gắn cấp bậc mới, chuẩn tướng Lân đã tiên hứa với Tổng thống là Thủy quân Lục chiến sẽ chiếm lại Cổ Thành từ tay địch quân.